chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác bí ẩn về vận mệnh cuộc đời tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, từ 69 tuổi trở về sau. Số hưởng phúc tổ tiên, có lộc phú quý, càng già càng giàu có viên mãn, cuộc sống đủ đầy, an nhàn sung túc đến hết đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 kính mến, kiếp người sao mãi long đong, nghiệp duyên dai trả theo dòng sông mê. Trần gian đau khổ mọi bề, đâu như bến mộng tràn trề yêu thương, đau thương dùi lấp nẻo đường, lệ rơi giọt đắng buồn dương mi sầu. Cảnh đời oan trái dạ đau, hỡi ai biết được rằng câu ai ngờ, tình người sao mãi thờ ơ, ngày đêm vọng tưởng, ước mơ sang giàu. Quý khán giả thân mến, ước mơ sang giàu, nhà đẹp, xe xịn, gia đình hạnh phúc từ lâu đã trở thành mục tiêu cả đời của rất nhiều người. Có những người phấn đấu cả đời chỉ mong sao về sau có được ngôi nhà khang trang, con cái thành đạt, không cần thành ông nọ, bà kia, chỉ mong gia đình hạnh phúc, tiền của dư dôi, chẳng cần phải lo lắng về cơm áo, gạo tiền. Thế nhưng, cuộc đời vốn là bất định, vận mệnh con người vốn đã được định sẵn và từ 69 tuổi trở đi, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ. Khắc tinh cao chiếu mà gặp được nhiều may mắn, làm đâu thắng đó, phú quý lâm môn, bạc tiền vô biên, thu hái tiền tỷ của thiên hạ. Nhưng tại thời điểm khác, bất ngờ bản mệnh lại bị hung tinh chiếu rọi, bị tiểu nhân hãm hại mà lụi bại cơ đồ, dở nợ mất trắng, giận hạn kéo đến triền miên, nợ nần chồng chất. Chính vì lẽ đó mà trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin kính mời quý khán giả cùng luận bàn về những bí ẩn cuộc đời của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, để quý khán giả biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Từ đó, quý khán giả có thể chuẩn bị cho mình những kế hoạch đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Tổng quan tử vi trọn đời của con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, địa chi độc lập, chi kê, tức là gà độc thân, mệnh sơn hạ quả, lửa dưới chân núi. Cùng mệnh năm sinh năm 1957, nam cung đoài kim thuộc Tây tứ mệnh, nữ cung cấn thổ thuộc Tây tứ mệnh. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý, không giống như Tân Dậu hay Kỷ Dậu. Đinh Dậu 1957 ít khó tính hơn. Họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết và tập trung vào hoàn cảnh cả trong công việc lẫn quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức, đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc bằng đôi mắt tinh anh. Họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt.
Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn. Họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá, cần phải chăm chút thường xuyên. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin. Họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành. Tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Luận giải Tử Vi thấy rằng tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn. Công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Phần gia đạo của tuổi Đinh Dậu. Tiền vận và trung vận có nhiều xích mích, buồn lo, hậu vận mới được an nhàn. Từ hậu vận mới yên hòa và trở nên êm ấm. Được biết, người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lam lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong thời gian sắp tới này, bản mệnh được ơn trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến. Thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, mười phân vẹn mười.
Nam mệnh tuổi Đinh Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, tuổi Đinh Dậu sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm, thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Màu tương hợp là xanh và đỏ, màu tương khắc là đen. Phật ban phúc là Phật A Di Đà Phật, ban trí là Hư Không Tạng Bồ Tát, Phật hộ mệnh là Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ là Bất Động Minh Vương. Hướng hợp với nam mệnh là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và hướng Tây. Hướng hợp với nữ mệnh là Tây Nam, Tây Bắc, Tây Đông Bắc. Sau đây sẽ là dự đoán tương lai hậu vận của con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ 69 tuổi trở đi, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ 69 tuổi trở đi. Đối với những bản mệnh vẫn còn đam mê kinh doanh thì phát triển, đối với những bản mệnh đã lui về hậu phương bên con cháu thì sức khỏe, gia đạo và đời sống tinh thần đều được vững vàng, được như ý nguyện. Xem tử vi thời vận này cho tuổi Đinh Dậu, những người tuổi Đinh Dậu sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình ở trong độ tuổi này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng, những thời cơ phát triển đáng kể, bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để thể hiện theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ, củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường sắp tới. Lại thêm thiên ấn xuất hiện, báo tin vui cho con giáp tuổi Đinh Dậu biết rằng nỗ lực của bản mệnh trong nhiều năm qua đã bắt đầu có kết quả. Bản mệnh bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với mọi người xung quanh đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bản mệnh nhiều sự hậu thuẫn, sự phối hợp ăn ý giữa mọi người, giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bản mệnh phải là một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bản mệnh tiến nhanh và tiến xa hơn. Vậy nên, thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp được về mặt vật chất hay nâng đỡ trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bản mệnh sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên là bản mệnh cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động chăm chỉ, nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc các khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bản mệnh trau dồi, cũng như rèn luyện tất cả những gì có liên quan đến sự sáng tạo trong công việc của mình. Bây giờ, việc mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng của mình là chìa khóa để bản mệnh đánh đổi lấy. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, Đinh Dậu cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến tới hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bên cạnh những may mắn kể trên, Đinh Dậu vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá. Lúc này, bản mệnh cần phải ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế thì cũng chớ nên tỏ ra quênh quang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi thì lại phải càng nên khiêm tốn, vì sĩ diện nhất thời mà tỏ ra thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân, tự rước lấy rắc rối cho bản thân. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ 69 tuổi trở đi. Xem tử vi trọn đời cho thấy, tài lộc của Đinh Dậu dựng lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bản mệnh nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc kinh doanh tay trái, tay phải sẽ tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo con giáp này có nguồn thu nhập ổn định rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương hưu, với biểu hiện xuất sắc của mình, Đinh Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp đãi ngộ, thưởng đóng về trách nhiệm, đặc biệt việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh được dự báo là sẽ thu về khoản không nhỏ. Đinh Dậu được khuyên là đừng quá vội vàng đưa ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hãy dựa vào kinh nghiệm và năng lực của mình, chọn lĩnh vực mà mình biết rõ nhất. Khi đó, bản mệnh sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết xoay sở kịp thời. Ngoài ra, cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình,
Nhất là khi sao xấu ngũ quỷ có thể sẽ gây ra một vài bất lợi nếu chủ quan. Nếu bản mệnh cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian để tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên bản mệnh có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm. Dù vậy thì con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính thật tốt, tránh xa đà vào việc mua sắm quá dư thừa mà gây lãng phí. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ 69 tuổi trở đi, điều duy nhất mà Đinh Dậu cần phải quan tâm chính là vận trình sức khỏe của mình. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nên những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhen rồi là mất ngủ, ăn uống kém ngon, thể trạng sa sút nhanh chóng, bệnh cũ có thể tái phát. Nếu thời gian qua bản mệnh đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe, những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống thiếu lành mạnh sẽ khiến bản mệnh phải trả giá. Ngoài ra thì hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật. Tiếp đến là dự đoán vận mệnh và lời khuyên hậu vận cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ 69 tuổi trở đi. Ở độ tuổi này của bản mệnh, tuổi Đinh Dậu chính thức là tầng lớp lão niên, việc tiền tài, gia sản hay may mắn không còn quá can dự đến quý bản mệnh nữa, vì đã có trong tay tất cả những gì có thể có của một kiếp sống này. Thế nhưng, làm như thế nào để sống vui, sống khỏe mạnh và có một đời ý nghĩa, làm cây cao bóng cả cho con cháu nhờ phúc đức mới là điều quan trọng. Vì cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con là câu ca dao mà nhiều người truyền miệng. Ngày sinh đại cát của tuổi Đinh Dậu 1957 gồm các ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6, 15, 17, 19, 21, 23 và 26. Ngày sinh là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn tốt lành. Đinh Dậu sinh ngày mùng 4 là người trung hậu, thành thật, còn trẻ có thể nổi danh và được mọi người ngưỡng mộ, tài vận không thiếu, mọi việc trôi chảy, hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Đinh Dậu sinh ngày mùng 5 là người đầu óc thông minh, có khả năng độc lập mọi chuyện, toại nguyện phú quý, khá giả, vinh hoa đầy đủ, vợ chồng hòa thuận, nhìn chung cuộc đời thông thuận, không có điểm nào đáng ngại. Đinh Dậu sinh ngày mùng 6 là người có trí tuệ vượt trội, suy nghĩ chu đáo, giỏi giang và biết tính toán, sắp đặt kế hoạch, cả cuộc đời thành nhiều bại ít, chuyện gì cũng đạt được thành công. Đinh Dậu sinh ngày 15, có thiên can, thiên phú trời ban, không những có thể giang danh bốn biển, mà còn để lại phúc ấm cho con cháu đời sau, vận mệnh phú quý, bền vững lâu dài. Đinh Dậu sinh ngày 17 là người có vận số cát tường, đa tài, đa nghệ, nhờ mình mà cả nhà được hưởng vinh quang, cơm no áo ấm, thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Đinh Dậu sinh ngày 19, có tinh lực dồi dào, đầu óc thông minh, làm việc cương nghị và quả đoán, có thể độc lập gây sự nghiệp mà không cần dựa vào ai khác, mưu sự chính xác, ít khi mắc sai lầm, cuộc đời thông thuận. Đinh Dậu sinh vào ngày 21, thông minh, lanh lợi, quý nhân giúp đỡ, can đảm, tài trí hơn người, công danh lan xa. Người này cuộc đời có nhiều vận may, gặp nhiều người bạn tốt, cuối đời không chỉ có tiền tài mà còn có danh tiếng rất tốt. Đinh Dậu sinh ngày 23 là người có đầu óc nhanh nhạy, tài năng, linh hoạt, xử sự khôn ngoan, khéo léo, có uy tín nên có thể đạt được thành công lớn, ra ngoài bon chen với đời, không bao giờ chịu thua thiệt. Đinh Dậu sinh ngày 26, có tài năng thiên phú trong việc kinh doanh, con đường tài lộc hanh thông, lưu loát, tài nguyên rộng rãi khắp nơi, cuộc đời không lo cơm ăn, áo mặc, không bao giờ nghèo túng. Ngoài những ngày sinh tốt của tuổi Đinh Dậu được liệt kê ở trên, thì các ngày sinh khác cũng chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về vận mệnh của con giáp này. Bản mệnh nghe có thể đối chiếu thông tin ngày sinh của mình để biết trước một số điểm chính quan trọng trong cuộc đời, để điều chỉnh sao cho đúng hướng. Đinh Dậu sinh ngày mùng 1 gia đình bất hòa, thường xuyên buồn phiền, khổ não, nên làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức thì mới có thể chuyển vận gặp may, cải thiện số phận. Đinh Dậu sinh ngày mùng 2, chỉ cần có ý chí kiên định thì nhất định sẽ thành công, không nên đứng núi này trông núi nọ, thay đổi bất ổn thì một đời không phát triển, không có hướng tiến lên. Đinh Dậu sinh ngày mùng 3 khó có gia đình hạnh phúc, không được nương nhờ cha mẹ, tâm tính thiện lương nhưng vận trình không mạnh, nên tích đức hành thiện, làm nhiều việc tốt để có thể cải thiện số phận.
Đinh Dậu sinh ngày mùng 7 ý chí không chuyên, nhất làm việc thiếu quyết đoán, xử sự cẩn thận thái quá nên không gặp thành công, cần bồi dưỡng lòng can đảm và tinh thần liều lĩnh nhiều hơn một chút. Đinh Dậu sinh ngày mùng 8 tính cách khó lường, gặp chuyện thì dao động bất định, nên thường bị hoàn cảnh tác động. Nếu có thể kiên định, bình tĩnh, quyết đoán, gặp chuyện gì vẫn vững vàng thì sẽ có đại vận phát triển không ngừng. Đinh Dậu sinh ngày mùng 9, một đời nghèo khó, vất vả, gian nan, khốn khổ, bệnh tật liên miên, là người vô tích sự, không làm được việc gì tử tế. Đinh Dậu sinh ngày mùng 10 có tài hoa, có phúc khí, tính cách táo bạo, sốc nổi, nên cuộc đời có thành có bại, lúc lên lúc xuống, khó đoán định trước. Đinh Dậu sinh ngày 11 tính cách gian trá, làm việc không cầu thị, không cầu tiến, học hỏi thiếu kiên trì, nhẫn nại, nên khó có được thành công trong sự nghiệp, chỉ lúc đầu, lúc sau thì đổ sông đổ biển. Đinh Dậu sinh ngày 12 thích tiểu sắc, chơi bời, phóng đãng, ưa tụ tập, đàn đúm. Nếu có thể từ bỏ thói hư tật xấu này thì cuộc đời sung sướng, thoải mái hơn rất nhiều. Đinh Dậu sinh ngày 13 mang mệnh cát tường, có trí lớn, là người trung hậu, thật thà, chỉ cần một lòng một dạ quyết tâm tu thân làm ăn thì nhất định thành công, con người thích dương xa, không chấp nhận quanh quẩn nơi ngõ hẹp. Đinh Dậu sinh ngày 27 đầu óc thông minh vượt trội, có tài năng văn nghệ, lại nỗ lực tiến thân, biết vươn lên trong cuộc sống, nên nhất định có thể đạt được thành công, không ngừng gặt hái được thành tựu. Đinh Dậu sinh ngày 28 túc trí đa mưu, thông minh, linh hoạt, đa tài đa nghệ, quan trọng nhất là không ngừng kiên trì cố gắng, tự mình phấn đấu thì sẽ đạt được thành tích tốt. Đinh Dậu sinh ngày 29 có tấm lòng nghĩa hiệp, thấy khó ra tay cứu giúp làm người tốt bụng, không nề hà gian truân vì nghĩa quên mình, có tinh thần của mạnh thường quân, bảo trợ kẻ yếu. Những thông tin về ngày sinh đại cát của tuổi Đinh Dậu cũng như vận trình ngày sinh cụ thể có thể giúp bản mệnh có cái nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn về cuộc đời, từ đó có lựa chọn đúng đắn cho tương lai, đón cát, tránh hung, phát huy ưu điểm và bổ sung khuyết điểm, dần dần hoàn thiện mình sao cho cuộc sống càng ngày càng thông thuận. Nhân định thắng thiên, người có lòng có trí, có nỗ lực chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong việc cải số, đổi vận đen. Dù chưa được sinh vào ngày tốt thì cũng đừng buồn bã, chán nản nhé. Tuổi Đinh Dậu 1957 tùy theo tháng sinh âm lịch mà có thể thấy được những điểm khác biệt trong vận mệnh của người tuổi này. Có người mệnh phú quý, song cũng có người số mệnh bình thường. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi khám phá vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 theo từng tháng sinh âm lịch may mắn, cụ thể như sau. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết lập xuân, vạn vật hồi sinh, đất trời tươi mới. Con người cũng nhờ thế mà có tinh thần thoải mái, sảng khoái, biết tiến, biết lùi, lại ưa tự do, tuổi thọ khó cao. Sinh vào thời điểm này trong năm chuyện cơm ăn, áo mặc không cần phải lo lắng, sức khỏe tốt. Đa phần là người có tuổi thọ cao thì họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại, ra ngoài cũng không gặp được quý nhân, sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh, tinh thần tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc. Tiền vận có phần vất vả, nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp, họ sống hòa thuận, hạnh phúc cùng với cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái, mọi người yêu thương quan tâm và chăm sóc cho nhau. Dù không có quá nhiều tham vọng, không giành được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú. Đinh Dậu sinh tháng Giêng luôn hài lòng với những gì mà mình có. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tử vi phương Đông thấy rằng tháng 2 âm là tiết kinh trập, là lúc mà vạn vật tốt tươi. Đinh Dậu sinh tháng này tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ giành được nhiều thành công, là người nhân nghĩa, thông minh, đỉnh ngộ. Xem vận mệnh Đinh Dậu sinh tháng 2 âm thấy rằng họ là những người có lòng tự trọng cao, có trí tuệ hơn người, học rộng, biết nhiều, rất ham học, chỉ là người tài nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không giúp đỡ được nhiều. Họ khó giành được địa vị cao trong xã hội, học giỏi nhưng hiếm nổi học tài thi phận, chỉ tới khi về già mới dùng được kiến thức của mình. Họ khá cô độc, tự xưng thanh cao, không thích ở cùng những người tầm thường, tuy nhiên, họ đi theo đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh,
Đinh Dậu sinh tháng này thông minh vốn sẵn tính trời, linh hoạt và giỏi tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc, cả đời vinh hoa. Đinh Dậu sinh tháng 3 âm giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội, họ gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài nên dễ thăng tiến trên quan lộ, họ được quý nhân nâng đỡ, lại có bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào, dinh danh tiên tổ. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, xem tử vi cho thấy Đinh Dậu có ý chí hơn người, có tài văn chương, nghệ thuật, tính tình đa sầu, đa cảm, khá cao ngạo, cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Đinh Dậu sinh tháng 4 âm khó có thể làm nên đại nghiệp, dù có khả năng tổ chức tốt, có nhiều tham vọng, có thể là do tính cách cứng nhắc, tự kiêu, không coi ai ra gì, nên họ khó giành được cảm tình của mọi người. Dù có nhiều ước vọng nhưng không thể thực hiện được, đây là điều đáng tiếc khiến Đinh Dậu thay đổi tính cách của mình. Tổ nghiệp tuy có nhưng không quá lớn, sự nghiệp đều do mình tự tay gây dựng, tài hoa hơn người, nên họ có đủ năng lực để làm việc đó. Tài lộc kém sắc, Đinh Dậu lại ưa mạo hiểm nên hậu vận hung cát khó lường. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang chủng, Đinh Dậu sinh tháng này sự nghiệp dễ thành, vinh hoa phú quý, tuy cũng có lúc thất bại, có khả năng hậu vận gặp khó khăn. Nhưng cơ bản thì công danh của con giáp này không tồi, tài năng được trọng dụng, vận trình của họ thăng trầm bất định, khi xa cơ lỡ vận, có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ, tiền vận sự nghiệp thành công, nhưng không lâu sau đó dễ bề thất bại. May rằng nửa đời sau có bạn bè, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, song không có gì phát triển quá lớn, cuộc sống sung túc, đủ đầy, tuy nhiên, vận trình không được tốt cho lắm. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử, thời tiết nắng nóng, Đinh Dậu sinh tháng này vì thế cuộc đời cũng bôn ba vất vả, khó có được ngày an hưởng phú quý, khá giả, vinh hoa. Đinh Dậu sinh tháng 6 âm khó tìm được sự trợ giúp từ gia đình, ra ngoài xã hội cũng không được bạn bè hay quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp khó khăn, trăm bề gian nan đủ kiểu mới có thể phát triển ổn định, cuộc đời của họ gặp phải nhiều biến cố. Điều này khiến họ rèn được khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh, có nghị lực phi thường, làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời đất khô hanh, song cuộc đời của Đinh Dậu sinh tháng này lại vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, hạnh phúc, an nhàn suốt cả cuộc đời, tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ anh em giúp sức, vợ chồng hòa hợp, giúp cho Đinh Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Con giáp này không cần phải lao động quá mức vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Đinh Dậu sinh tháng 7 âm có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ, Đinh Dậu sinh tháng này là người thông minh, lanh lợi, sống có lý tưởng, có ý chí, cuộc đời sau này vinh hoa, phú quý, được nhiều người ngưỡng vọng. Sinh tháng 8 âm mang tới cho Đinh Dậu nhiều tin vui, khi không phải lo lắng về vấn đề tài chính, quyền lực và địa vị đều được nhiều người ngưỡng vọng. Tuy tổ nghiệp ít ỏi, không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, nhưng con giáp này dựa vào chính sức mình mà làm nên chăm chỉ, cần có học hỏi, từ nhỏ đã có trí lớn, tài học hơn người, lại không ngại khó, ngại khổ, trên con đường sự nghiệp có quý nhân nâng bước, gặp dữ cũng quá lành, sự nghiệp hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì lại càng thuận lợi. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch tức là tiết Bạch Lộ, cuộc sống sung sức, tự do, thoải mái, không chịu bó buộc, tài vận hanh thông, tình duyên dưỡng sắc. Người này tuy không có được nhiều gia sản cha ông để lại, nhưng ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể phiêu diêu tự tại. Sinh vào tháng 9 âm, Đinh Dậu tính tình cương liệt, cứng rắn, góp phần nóng nảy, thích lấy mình làm trung tâm nên khá độc đoán. Có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 10 âm lịch.
tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, Đinh Dậu có thể bình thản sống đến hết đời, không cần lý tưởng cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều. Họ không thích chuyện học hành, mọi chuyện trên đời cứ mặc kệ bèo trôi, trời cho sao thì chịu vậy. Không có tổ nghiệp để lại cũng chẳng được anh em giúp sức, phải chờ đến tuổi trung niên mới được an nhàn, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Họ không có sự nghiệp lớn lao, cũng không có tiền bạc dồi dào, chỉ cần đủ cơm ăn, áo mặc là tốt rồi, sức khỏe không có vấn đề, ít bị đau bệnh. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, đây là người có tài, có sức, thông minh nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu, hiểm nổi tổ nghiệp phúc mỏng. Lục thân không được cậy nhờ, sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân, chỉ dựa vào sức mình để lập nghiệp, nên có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Dễ gặp tranh chấp về tài sản hay gặp chuyện xấu dẫn đến phá tài, sự nghiệp có nhiều trở ngại, dễ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vận mệnh của tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn, Đinh Dậu sinh vào tháng này thì cả đời bôn ba vì mưu cầu danh lợi. Tuy cuối cùng cũng được thỏa nguyện, sống giàu sang, sung túc, song chưa chắc đã được hưởng thụ những gì xứng đáng thuộc về mình. Người này thông minh, cơ trí, tài hoa hơn người, nhưng không dựa được vào gia đình, anh em cũng khó khăn, mọi chuyện phải dựa vào chính mình, nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại, tính tình thẳng thắn, cương trực, có tinh thần nghĩa hiệp nên được nhiều người quý mến. Trung niên đến vẫn có khả năng gặp tai họa, tuổi già thì phúc lộc đủ đầy. Quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tỳ hưu. Với người tuổi Đinh Dậu, Tỳ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực, nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của Tỳ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, Tỳ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng, nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỳ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Quả cầu phong thủy. Với người tuổi Đinh Dậu, quả cầu phong thủy có khả năng bao bọc và mang đến bình an cho không gian xung quanh. Ánh sáng phản chiếu qua quả cầu tượng trưng cho ánh sáng tinh thần, giúp làm sáng tỏ tâm hồn và thu lại sự yên bình. Đặt quả cầu phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc có thể giúp tạo ra môi trường tĩnh lặng và thuận lợi cho tập trung thiền định và sự sáng tạo. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy còn có khả năng thu hút năng lượng dương tích cực và tăng cường may mắn. Sự thành công của kết quả cầu phong thủy tượng trưng cho sự toàn vẹn và cân bằng, giúp tạo ra dòng năng lượng ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thiềm thư. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mệnh Thổ, thiềm thư phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trong việc hút và bảo vệ tài bảo, cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Thiềm thư hình dáng tròn trịa, có ba chân. Vị trí đặt thiềm thư trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Đinh Dậu có thể tạo ra dòng năng lượng, thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh Thổ, thiềm thư có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thư còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, thiềm thư phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Thuyền buồm phong thủy. Thuyền buồm phong thủy là biểu tượng mang trong mình biểu tượng về hành trình khám phá và cơ hội mới. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mệnh Thổ, thuyền buồm có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng sự phát triển, thăng tiến và mở rộng cơ hội trong cuộc sống.
thuyền buồm là biểu tượng cho sự tự do và khao khát khám phá. Đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, nó có thể thúc đẩy khao khát học hỏi, giúp họ tiếp tục mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Thuyền buồm phong thủy cũng có khả năng tạo ra sự cân bằng năng lượng trong môi trường xung quanh bằng cách đặt nó ở những nơi quan trọng trong ngôi nhà hoặc nơi làm việc. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có thể tận dụng khả năng hấp dẫn để thu hút những cơ hội thú vị và may rủi trong cuộc sống. Tượng cá. Cá phong thủy là một biểu tượng mang trong mình với nhiều ý nghĩa tích cực trong văn hóa phong thủy. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mệnh thổ, nó có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo ra sự cân bằng và thúc đẩy tài lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho cuộc sống. Cá thường được xem là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho tài nguyên dồi dào và khả năng sinh sản. Với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, vật phẩm có thể giúp cân bằng năng lượng, tạo ra môi trường thích hợp để tài lộc và cơ hội tự nhiên đến gần họ. Ngoài ra, tượng cá còn có ý nghĩa về sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống khi đặt nó ở nơi đang làm việc hoặc trong không gian sống. Người tuổi Đinh Dậu có thể tận dụng năng lượng tích cực mà nó mang lại để tạo ra môi trường, sự phát triển và thành công. Cây tài lộc. Cây tài lộc là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống, đặc biệt đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mệnh thổ. Cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ, sức sống, thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Đinh Dậu. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.